quay ở trong nhà nên là cái màu lông của bé mèo Kiki nó không được nổi bật cho lắm, cái màu xám ở trong nhà nó không nổi cái màu lên. Nhưng mà mèo à, thỏ phận Bunny Hop thì lại khác. Khi mà cho thỏ Bunny Hop chơi trong nhà thì cái màu lông vàng của bạn ấy khá là nổi, nhìn rất là đáng yêu. Bạn ấy đang ngửi chỗ đầu chơi. Các bạn xem video trên kênh Kit Mèo Ven của mình thấy thú vị thì hãy cho mình thêm một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kit Mèo Ven nhé, để mình có thêm động lực làm video tiếp theo. Đây là bạn thỏ Bunny Hop, ngoan chưa?